Tối 31 tháng 8, cả nước ghi nhận thêm 12.607 ca nhiễm mới, trong đó có 16 ca nhập cảnh và 12.591 ca ghi nhận trong nước. Nhiều nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh có 5.444 ca, Bình Dương 4.530 ca. Các địa phương có số ca mắc tiếp theo gồm Đồng Nai 634, Long An 587, Tiền Giang 214, Đồng Tháp 138, Đà Nẵng 123, Tây Ninh 118, Kiên Giang 99, Nghệ An 81, Hà Nội 77, Khánh Hòa 66, Bà Rịa Vũng Tàu 64, Bình Thuận 59, Cần Thơ 53, Quảng Bình 47, Quảng Ngãi 40, Thừa Thiên Huế 25, Phú Yên 23, Bình Phước 22, An Giang, Đắk Lắk có thêm 17 ca, Trà Vinh 14, Bến Tre 13, Hậu Giang 11, Bình Định, Thanh Hóa có thêm 8 ca, Vĩnh Long 7 ca, Phú Thọ, Ninh Thuận, Sơn La có thêm 6 ca, Bạc Liêu, Lạng Sơn có thêm 5 ca, Lâm Đồng, Đắk Nông có thêm 4 ca, Quảng Nam, Quảng Trị, Gia Lai có thêm 3 ca, Kon Tum, Hà Tĩnh, Ninh Bình 2 ca và Bắc Ninh 1 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 462.096 ca nhiễm, đứng thứ 59 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm tính trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức là bình quân cứ 1 triệu người có 4.700 ca nhiễm. Có 7 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới nào là Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang. Trong ngày có 10.044 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, còn 6.295 bệnh nhân đang điều trị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch về tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại thành phố. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh cần thêm 14.891.800 liều chia làm 4 giai đoạn để đảm bảo yêu cầu bao phủ tiêm 2 liều vaccine cho người dân. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@vongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.